Tất cả các hoạt động thường ngày của họ đều diễn ra trên mặt nước. Đến ngân hàng để mở tài khoản mới hay đến cửa hàng để mua sắm, họ đều phải dùng thuyền. Chính quyền thành phố muốn dẹp bỏ khu ổ chuột này để cải thiện hình ảnh của Lagos. Nhằm thuyết phục các nhà lãnh đạo thành phố thay đổi ý định, người dân nơi đây đã xây dựng một ngôi trường cao 10 mét nổi trên mặt nước nhờ 250 chiếc thùng nhựa. Đây là ngôi trường duy nhất ở Makoko tính đến thời điểm hiện tại. Cơ sở này có phòng học chỉ đủ cho 1% số trẻ em của Makoko. Ngay lúc này, các em lớp 4 đang học tiếng Anh. Thầy giáo Noah Simet cho biết, học sinh đến trường bằng thuyền, em nào nhỏ thì học buổi sáng, còn em nào lớn thì học buổi chiều. Em nhỏ nào ở Nigeria cũng khao khát được đi học. Chúng tôi rất cố gắng để có thể cung cấp kiến thức cho các em. Tuy nhiên hiện vẫn đang thiếu trường, thiếu lớp, nên nhiều em vẫn không được đi học. Việc để cho con em mình đến trường là nỗ lực đáng kể của người dân Makoko. Tôi mua hàng hóa ở đất liền rồi bán ở chợ nổi để lấy tiền cho con đi học. Mọi thứ đang rất tốt. Với ngôi trường nhỏ này, họ hy vọng bọn trẻ sẽ được học nhiều điều bổ ích, làm hành trang xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.